Xin chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Và trong video này mình sẽ hướng dẫn mọi người tham gia dự án để nhận 200 cái token Supreme tương đương với 10 đô la. Và để tham gia vào dự án này thì mọi người hãy bấm vào đường link dưới phần mô tả, sau đó làm các nhiệm vụ chatbot. Rồi mọi người sẽ bấm start cho mình và bấm chọn join airdrop. Sau đó là join vào các kênh Telegram của nó. Ok, mọi người chọn join cho mình. Sau đó bấm claim Supreme. Ok, join vào đây. Sau đó quay trở lại. Tiếp tục join vào kênh Telegram. Ok. Sau đó là follow Twitter và retweet lại bài đăng. Bấm theo dõi. Mọi người like và retweet lại nhé. Ok, sau đó quay trở lại. Join vào kênh Telegram, Instagram của nó. Rồi bấm chọn theo dõi. Ok, quay trở lại. Rồi sau đó là follow vào Discord. Rồi bấm chấp nhận lời mời này. Rồi chấp nhận lời mời. Ok. Sau đó quay trở lại. Bấm regist. Rồi sau đó lại đọc hình ảnh captcha. Tiếp tục là nhập địa chỉ email. Sau đó là nhập địa chỉ ví BSC nhé. Rồi lấy trên ví trước hoặc MetaMask. Rồi mọi người chọn đến Smart Chain, sao chép địa chỉ. Ok, dán nó vào đây. Rồi tiếp theo là mọi người sẽ nhập cái profiling ở Twitter. Copy luôn cái dòng này cho mình. Rồi điền username của mình vào. Xong. Rồi tiếp tục là nhập đường link retweet nhé. Rồi mọi người chọn mục hồ sơ, chọn tweet và trả lời. Đây mọi người sao chép cái địa chỉ này nhé. Ok, chọn sao chép liên kết này. Quay trở lại và gán nó vào đây. Ok, tiếp tục chọn I have và nhập profiling của Instagram. Rồi, copy luôn cái dòng đấy. Sau đó mọi người xóa cái username của nó đi. Rồi nhập username của mình vào. Xong, tiếp tục chọn I have và join. Và gửi cho nó cái đường link ở kênh YouTube. Mọi người vào YouTube này. Mọi người vào YouTube. Bấm vào trên ảnh đại diện này nhé. Sau đó chọn kênh của bạn. Rồi bấm vào dấu 3 chấm. Bấm vào chia sẻ. Nó sao chép cái đường dẫn này. Ok, quay trở lại. Dán nó vào đây. Rồi xem không biết cái kênh YouTube của nó đã tham gia chưa. Hình như mình chưa đăng ký nha. Đúng rồi, thiếu mất cái nhiệm vụ này, các bạn đăng ký cho mình nhé. Ok. Rồi tiếp theo là chọn I have và join. Và sau đó là nhập username của Discord nhé. Thì mọi người vào Discord này. Thì mọi người kéo sang bên phải nhé. Ở dưới cùng bên phải này. Bấm vào đây để xem username. Thì đây chính là username này. Đó. Xong.
Rồi, ok. Chọn. Không, như vậy là mình đã hướng dẫn xong mọi người dự án nhận 200 cái token SUB Creamy. Và xin cảm ơn mọi người đã theo dõi.